mình lên đây thì cũng như mình sẽ cố gắng tập luyện tốt và cố gắng hòa nhập nhanh và thích nghi với lại chiến thuật của đội tuyển. Càng hòa nhập nhanh thì càng tốt. Thì nói chung các bạn, tất cả các bạn thì đều rất là hòa đồng và giúp đỡ mình nhiều. Tiếng Anh thì cũng hay nói chuyện, thì cũng những bài tập nào mình mới chưa quen thì cũng hay giúp mình chia sẻ để mình hiểu và nhanh hòa nhập hơn với bài tập đó.